quá trời tới rồi anh ơi. Tới công chuyện này hả? Đợi anh xíu. Lẹ đi anh ơi. Rồi đi nè, lên xe. Trời ơi, đau bụng thấy mẹ, còn đi thay đồ nữa. Ê, còn gỡ đồ nữa, đợi anh xíu. Lấy gỡ đồ nữa rồi xong rồi. Tới nữa rồi đó trời. Rồi xong rồi nè, đi nè. Ủa? Đâu mất tiêu rồi. Em ơi. Em. Mới đây đâu mất tiêu rồi chạy. Alo, em đâu rồi? Tôi đi sơ âm luôn rồi. Đợi ông chắc nhà tôi đẻ luôn quá à. Ông chạy ra sao đi. Trời ơi trời, tự nhiên đi sơ âm chứ gì chạy. Nói xách cái vỏ này là xong rồi thiệt chứ. Ê, còn cái máy lạnh chưa tắt?